Báo cáo với lại quý vị và các bạn. Mỹ cơ cửa A, đài Sony có model CFS 710 EC đã được một thượng đế có cái bụng tốt ở Hải Dương đã Trần Văn Chốt. Video trước xoay cái trục để lắp cái bánh tì rồi. Như inox 304. Cụm mốc để cụm đầu từ này sáng choang. Quan trọng nhất vẫn là cứ là cái trục để lắp cái bánh tì này. Bây giờ mình test hoạt động của mĩ cơ này. Mĩ cơ này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất 800.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Cho nó ăn điện này. Nghe xương cái lỗ tai thật. Thứ của linh không phai màu trời như mơ.